Có người không? Có người không? Ê, có người nhá, có người, có người. Có trước mặt em. Ok, ok, ok. Ok, nhưng mấy giờ? Chun mấy giờ bán giải chun? Chun đi bán giải á hả? Giờ thì bán giải suốt. Ghê quá nhỉ? Thời gian bán đấy chứ anh. Ôi, em ơi, nhanh 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 nhanh. Chúng nó bắn nhau ầm ầm kìa. Có gì hả? Chưa. Nó ở trước mặt anh. Nó chạy ra trước rồi, nó chạy ra trước rồi. Hay. Ơ, bạn chạy đúng đường rồi. Anh ơi, trên này là trên nhà anh ơi. Ôi, trên nóc anh ơi. Trên nóc anh ơi. Còn. Nhảy ra ngoài. Đây, anh đang lên. Thôi xong. Chạm người anh, đứa nào. Má nó yếu vãi nổi rồi đấy. Ui, tí nữa là cụ đi chân lạnh toát rồi. Quá con cá. Cái nhà Chưa. Nó chết rồi. Ôi, trên nóc nhà cá, trên nóc nhà này. Enemies ahead. Ui, cái nồi gì ấy? Có xe đến này. Đâu nóc nhà nào? Dưới chân nhà anh ơi, dưới chân này là cái trái này. Xin lỗi này còn. Nãy nồi ạ, nó gạt rồi. Đừng mở cửa. Ra ngoài cứu nó. Bên trái anh có một thằng ấy. Đó. Có thằng kia anh. Công xuống rồi này anh ơi. Nằm bên nhà để xuống đây. Mày gạt tao. Mày gạt bạn tao à? Ra định bắn cái tiên chứ đậu phộng. Không có đâu sói ạ. Ờ tiên này, xong chui vào trong nhà. Có xe đằng sau, có xe trên núi. Nó vừa đi qua đấy, cẩn thận. Đây anh cứu gà cho, bơm máu đi, bơm máu đi. Lên cái máu cơ bản. Ở ngoài này, ngoài hai xác. Cứ xác anh có 15 bịch máu tiên. Vãi. 15 đồng. Chẳng thể tìm nơi về. Điệu nhạc hoa cùng ta ra ta ra ra ra. Trời ơi. Anh chỉ cần đồng đội anh vẫn còn ở đây thế là đủ. Anh bạn chết chó phóng rồi. Thế tớ không phải là đồng đội rồi. Buồn. Má hôm qua nó bắn mình sợ thật. Đậu không? Mình nốc được thằng bạn nó rồi. Mình đang nhảy đang cái lúc mà em nốc được anh ấy là đúng cái đà anh đang nhảy luôn á. Anh không bắn được ai em, đậu không? Cày vãi nồi. Anh tưởng có một thằng. Cuối cùng ra 4 thằng ạ, đâu. À 3 thằng nhỉ? Băng hệ 3 hay 4 nhỉ? 4 anh ạ. Hôm qua lúc là em bắn xong team mấy team bên này rồi, xong em thấy Nghĩa nốc hay ai nốc thì em chạy sang. À. Em chạy sang, em hỗ trợ. Nhưng mà em hỗ trợ đúng anh. Anh giết hết bọn nó rồi. Cái lúc em chạy sang là anh giết hết bọn nó rồi. Có một team đi lấy thính rồi, anh nghĩ là vậy. Mình đến hàng thính không? Đến hàng thính bắn nhau tiếp đi. Quá đông quá, qua nhảy dưới đông. Đông mà hôm qua bọn anh bắn mãi mà nó không hết luôn á. Bắn hoài. Mic là nhỏ thế nhỉ? Hôm qua lúc anh nhảy mic của em hôm nay nó cứ bị làm sao ấy tiền ạ. Không, mic của tiên thi thoảng nó mới bị thôi. Còn nó trôi. Còn mic của bọn em lúc to lúc nhỏ à. Mic của tiên này nó yên vị ở một cái âm lượng đấy rồi, nhưng chẳng qua lúc nó ngắt, lúc nó bị nó, kiểu mạng của tiên nó bị yếu ấy. Không phải yếu, tại em đang để bên support đây, chỉ mạng em lên thanh
À. Đấy, có nghe tiếng chim không? Lên xe. Tí nữa nó mới đi cho nên là. Này chưa đâu. Thôi lên đã. Đồ đạc làm gì? Lên. Nó lên xem chim á tiếng. Nó đang xem phim. Ai? Chim. Ai? Em xem chim ai? Nó đang xem phim. Phim chứ không phải chim. Xem phim. Xem phim. Đâu em nghe tưởng xem chim. Xem phim. Giờ mạnh kia dạy nó. Ơ. Ê, này. Kia. Gạt đi. Đừng nhảy xuống. Trời ơi, nhảy xuống gì? Em ơi, đã bảo đừng nhảy xuống mà lại. Lên tiên ơi. Lên. Được rồi, bắn đi thôi, bắn cỏ mẹ đi. Được rồi. Bên nhà bên phải, nhà trước mặt có. Này đùa. I need a scope. Nhờn với tôi này. Lấy đi. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Anh công nhận đấy, bắn ngu anh. Đi xe bắn được không? Anh đi xe nó khó bắn em ạ. Còn thằng nữa ở trong nhà nữa. Dưới có thằng bắn M4 nữa anh ơi. Đúng rồi. Đi. Ăn nốt thằng này nữa là mình xong này. Ê, em nghĩ là nó sẽ clear team mình. Ừ. Không, clear làm sao được. À, bên phải anh ơi. Anh. Ồ, nó lại hợp lý vãi nổi. Ra đây. Hai đứa này nó mải bắn tiếng lên gà nó yếu đoán anh Tuấn. Thật ra nó có bắn đấy chứ. Đủ hai con run này đâu. Ờ anh ơi chết. Con thằng bị trái anh. Con bị trái. Bót anh em, bót. Sao đâu? Ồ. À ơi em ơi, không phải bót đâu. Không phải bót. Cứu đi anh bắn cho, cứu đi. Đủ má, không phải bót. Người, không phải bót đầu vòng. Người. Ôi. Không chính kìa. Người không phải boss đâu, núp như đúng rồi mà. Mấy thằng này bắn ngu thật. Bọn này mới trong hang ra à? Có phờ đấy gần anh ơi. Anh nhìn rồi. Ờ X4 ở đây rất nhiều nhá, đạn xanh ở đây cũng có luôn này. Đây mấy thằng không còn. Hử? Mũ 3. Sao sợ cái gì? Này. Nó có cái trên cầm ở em. Anh cũng chả biết nữa. Ở đây có nhiều máu với nhiều nước lắm này. Ai lấy X6 không? X6, X4 này. Anh vứt hết ra này. Đấy, nhặt được cái gì nhỉ? Nhà nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuấnhc.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. Ơi xe đến này. Bọn này quay lại chơi đấy. Bọn này có 4 tủ 4 thôi. Ôi, dưới bắn. Hai. Cái bọn thọc lát em kìa trong nhà ấy. Mạnh nhìn anh lé đạn hay không? Kỹ năng lên cao đấy à? Lắt léo cắt kèo, né đạn. Đi ra nó nhìn kìa. Má, còn bọn dưới nhà nó đen vãi. Bắn gì căng vậy? Không, cái nhà của bạn có thầy vừa soi ấy. Đấy, nhà đấy. Kìa, nó hút kìa. Ôi, đằng sau. Đồ ngựa. Đệt. Hai viên. Ôi, không kịp rồi. Kịp.
không kịp. Ok. Chết rồi, chết. Đây. Nó bắn xong nó chạy thế mới nhục chứ. Nó chạy thẳng đá chứ mà lại. Đúng rồi. Đó. Lợn. Ui thằng này. Mày điên à? Dễ thương nhỉ. Ok em. Sợ. Là có người. Trên đồi, trên đồi. Khóa mắt đấy. Cái đèn. Rút đồ này. Chạy này. Rút đi, rút đồ đi, rút đồ đi. Sau thẳng đá. Có một đến hai thằng nhỉ. Chiếc xe. Chạy lên cứu bạn này. Nhìn làm mình nhìn. Càng tốt. Bom cứ tớ ngay. Không cần bom em. Tới. Nằm đây chứ. Đông đông đông. Thần nào từ giờ em cứ bảo là. Chết ba luôn này. Ui ui, đất này kìa. Kìa kìa, ui kìa kìa. Điên rồi cháu. Công được anh này nó bị mù rồi này. Bên phải nó sẽ ra một thằng xe phải. Ngồi đây nó có nhìn thấy đâu không nhỉ? Chết thôi. Tự nhiên tắt điện thoại chứ. Có vẻ như nó không cứu bạn nữa rồi. Nó bỏ thằng này. Thằng kia đang bảo đấy. Kia. Thằng này chết rồi. Cứ hở cái là lút. Lút cái này lút đồ. Xong quá thôi. Ê. Khó đấy. Anh ơi, sớm giết luôn đi anh. Kìa nó chạy lên nè. Đúng rồi, tôi lại thôi bạn. Thằng này lắp lần 3 rồi anh, thằng này không bao giờ cứu nổi nữa rồi. Đau quá. Nghe nó tự là vui. Xe của mình ở đầu bên kia. Còn 2 đúng không anh? Anh chạy cũng có rồi này. Lên. Còn mỗi thằng cuối anh ạ. Đẩy anh ạ, đẩy. Bốc biến ạ, vãi nồi. Sợ thế. Chiến thuật mới à? Lác chiến thuật vãi nồi luôn đấy. Bọn này bắn buồn cười vậy. Nhây vãi trưởng. Cái gì? Nãy giờ thì không chạy lên. Qua vào rồi. Đấy đít rồi bắt đầu mới chạy. Nó đang hoảng em phải không? Nó đang hoảng, nó bảo là vô lý một thằng làm sao mà có thể bắn được cả team. Nhưng mà nó không biết rằng là nó gặp phải ai. Đèn thế chứ lệ. Nhưng mà bọn này tinh thần đồng đội cao vãi trưởng nó luôn đấy. Cứu nhau, mấy thằng đấy phải cứu nhau 4-5 lần đấy. Đậu vào lóc lên lóc xuống vẫn cứu. Nó còn đứng một lúc. Đủ. Ơ, smoke trước mặt anh kìa. Anh nhìn rồi. Thế là có thằng vừa đi qua đây đúng không?
Nó đi qua hay là nó chưa đi anh? Đủ má con cá. Giờ này vẫn còn cầm chảo đậu phộng. Ồ. Hợp lý. Ui thơm quá. Lút cái đã. Đủ, không có đạn vàng em ạ. Cáu nhờ. Không đổi xuống xanh anh. Thôi. Anh ấy chạy trước mặt anh kìa. Chạy vào rồi. Ui. Ui. Đủ. Em trên đầu ấy. Trên đầu có. Chỗ kia cũng có. Giờ sao? Ê, có thằng gần luôn anh ơi. Sang ngắm anh kìa. Ui. Kịp. Má không kịp. Quấn được quả bom đấy là kịp. Đậu phòng. Ôi, nó cùng một team em ạ. Thế nào? Nó không bắn nhau. Nó ốp anh luôn.